Hôm nay thầy giáo xin giới thiệu với học viên cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên của Nghị định 30 của Chính phủ à, quy định về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Thì như vậy như vậy những đơn vị tổ chức tuyển công chức và nâng ngạch công chức có yêu cầu học viên phải hiểu về cái thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính để vận dụng vào công việc của mình trong quá trình phải soạn thảo một cái văn bản kỹ thuật hành chính thì phải làm như thế nào cho đúng quy định của chính phủ theo nghị định 30. Thì hôm nay ấy, là thầy giáo nói về phương pháp làm câu hỏi trắc nghiệm, sơ đồ bố trí các thành phần thể thức bản sao sang định dạng giấy. Thì như vậy là chúng ta để ý à, tại chúng ta học cái phụ lục. Thì ô số 1 thì là hình thức sao này, sau y, sau lục và trích sao Ô số 2 thì ghi là tên cơ quan tổ chức sao văn bản. Ô số 3 là ghi số ký hiệu bản sao. Ô số 4 là địa danh ngày tháng năm sao. 5A, 5B, 5C là ghi chức vụ họa tên chữ ký của người có thẩm quyền. Ô số 6 là ghi dấu của cơ quan tổ chức. Ô số 7 là nơi nhận. Như vậy là trên sơ đồ thì chúng ta hình dung là cái sơ đồ là ô số 1, số 2, số 3, số 4. Đấy, chúng ta đọc và chúng ta nhớ số 1 ghi cái gì, số 2 ghi gì, số 3, số 4, 5A, 5B, 5C, 5B, 5C, số 6, số 7 đây. Và cái lề bên này là 10, lề phải là 15 đến 20 mm, lề trái là 30 đến 35, lề dưới là 20 đến 25. Đấy, đây là bản sao và lề trên là 20 đến 25. Thì ví dụ như ô số 2 là ghi cái gì? thì chúng ta lại thấy ở bên này là ô số 2 là ghi tên cơ quan tổ chức và sao văn bản. Đấy. Thế thì từ đó các thầy biên dịch thành câu hỏi trắc nghiệm cho học viên thực hành luôn. Đấy. thì chúng ta ví dụ như dạng câu thứ nhất là theo nghị định 30 của chính phủ thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính là gì? Tổ tên cơ quan tổ chức sao văn bản là được trình bày ở vị trí ô nào trên sơ đồ? À trên sơ đồ à thể thức sao sang định dạng giấy. Phương án A là ô vị trí số 1, B là số 2, C số 3, D số 4. Thì chúng ta để ý là tên cơ quan tổ chức à sao văn bản là nằm trên ô số 2. Đấy chúng ta chọn đáp án 2 là đáp án đúng. Đây. Vị trí ô số 2 nên là tên cơ quan tổ chức à sao văn bản thì sau đó là gì dạng câu ta lại hỏi ngược lại là gì à, theo nghị định 30 thể thức trình bày kỹ thuật văn bản theo phụ lục xác định phương án đúng về vị trí ô số 2 trên sơ đồ bố trí các thành phần thể thức bản sao sang định dạng giấy là thành phần thể thức sao nào thì bốn phương án a là tên cơ quan tổ chức sau văn bản b là số ký hiệu bản sao d là định danh ngày tháng năm sao C là dấu của cơ quan tổ chức Như vậy là gì? Chúng ta chọn phương án A là đúng Vị trí số 2 là tên cơ quan tổ chức sau văn bán Thì như vậy là gì? Hỏi xui rồi lại hỏi ngược Đấy có hai cái dạng câu mà có thể hỏi học viên à, Thầy giáo minh họa bằng hai dạng câu Và trên phần mềm có rất nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Mang tính chất phân loại học viên Học viên có nhu cầu gọi điện với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang Theo số 0943078123 Hoặc 0912595654 để được cấp ký danh mật khẩu đăng nhập vào phần mềm hình thức trắc nghiệm vn để ôn luyện à, hệ thống câu hỏi mang tính chất phân loại học viên à, các môn kiến thức chung môn tiếng Anh môn tin thêm thiết trắc nghiệm và trong thời gian qua rất nhiều học viên ôn luyện trên phần mềm này là trung tuyển kỳ thi tuyển công chức và nâng ngạch công chức à, có nhắn tin gọi điện lại cho thầy cảm ơn chú em à, cảm ơn thầy chúng em đã đậu rồi Đấy, thì phần mềm đã chứng tỏ ôn tập rất hiệu quả và hữu ích đồng thời tiết kiệm được thời gian cho học viên ôn tập. Thì học viên có nhu cầu gọi điện cho thầy giáo theo các số điện thoại trên màn hình và rèn học viên ôn trên phần mềm, tiết kiệm một thời gian, rèn luyện kỹ năng thi thực hành trên máy tính để khi khi kỳ thi chính thức diễn ra sẽ không bỡ ngỡ và tiết kiệm một thời gian học với các thầy chuyên đi dạy đã tóm tắt lý thuyết và đưa ra hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cho học viên thực hành luôn ở trên phần mềm nó sẽ còn phản hồi lại cho học viên nếu chúng ta chọn phương án nào đúng phương án nào sai thì nó sẽ căn cứ vào đó để biết học sinh là gì tại sao sai tại sao đúng trên cái phần mềm nên nó phản hồi lại nên rất học hoạt tập rất là hiệu quả thầy giáo chúc các em thi thành công và học viên có nhu cầu hãy gọi điện cho thầy giáo và theo một trong hai số điện thoại trên màn hình để được cấp cái ký danh và cái mật khẩu thì trên phần mềm này có rất nhiều dạng câu hỏi đây là ví dụ như đây là à, các em thấy đã rất nhiều câu hỏi về nghị định 30 là quy quy định kỹ thuật trình bày văn bản hành chính à, thì đối với công chức à, thi tuyển đầu vào và nâng ngạch học viên phải thể hiện được trình độ của mình hiểu biết là bây giờ trình bày một cái văn bản hành chính thí dụ như soạn công văn soạn tờ trình soạn thông báo soạn cái biên bản thì vân vân phải soạn như thế nào cho nó đúng À, quy định của chính phủ về văn bản hành chính cũng như bản sao văn bản làm thế nào cho nó đúng được đấy các em thấy rất nhiều trên phần mềm cái tất cả các câu hỏi này các thầy đã up lên phần mềm rồi học viên chỉ cần liên hệ liên hệ với thầy giáo để có được ký danh và mật khẩu đăng nhập vào phần mềm là chúng ta ôn được hệ thống câu hỏi trắc nghiệm à, do nghị định 30 và các loại luật các thông tư nghị định khác nữa rất là nhiều đấy, như vậy thì giáo chúc các em thành công và cảm ơn các em